Dễ quá vậy, chìa khóa nằm bên này luôn nè. Ê, nhảy. Ai? Dễ chưa? Có lẽ các bạn đang rất mong chờ video này đúng không nào? Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với Zolo Zonomali. Zonomali. 3, 2, 1, vô. Zonomali tập tiếp theo. Zonomali. Zuno. 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 Ok, Zuno. Zuno mà. Ok, ok. Zonomali tập tiếp theo nha mấy ni. Cuối cùng. Hả? Tập cuối hả? Hên xui, hên xui. Biết đâu tập này còn gặp thêm quái vật gì khác nữa sao? Không biết tập này có phải tập cuối không đây? Ok. Rồi, bắt đầu thôi nha mấy ni ơi. Chưa gì thấy đọc tên không có chuẩn là biết là hôm nay là chắc là khó. Khó gì mà khó, khó gì mà khó. Rồi. Ngày hôm trước mình đã cùng với Sammy, hai đứa mình đã gọi là tìm được đến hình như là 15 cái chìa khóa rồi đúng không Sam? Đúng đây. Rồi. Bây giờ chúng ta còn thiếu 5 cái chìa khóa nữa thôi là chúng ta có thể thoát ra khỏi được cái sở thú Zonomali này nha mấy ni. Đó, ok, nhảy ra ngoài nè. Rồi ok. Rồi không chơi ngu nhảy xuống chi bị gãy chân thấy không? Rồi rồi, quái vật heo tới à. Quái vật heo tới à. Bùm. Rồi chạy. Lần trước á có bạn bảo với mình là anh Phong ơi, con này không phải là quái vật heo đâu anh, mà con này là quái vật gấu đó. Con này là con gấu đó anh. Thì mình kiểu hả? Ủa con này đâu phải con gấu đâu ta, con này là con heo mà đúng không? Nhìn nó giống con heo với giống con ếch ra, quá siêu to khổng lồ á. Ừ, nhìn nó giống con ếch hoặc là con heo á chứ đâu phải là con gấu đâu bạn. Con gấu làm gì có cái con mắt to thế này được. Đúng rồi, con mắt nó hai lỗ tai nha, chứ không phải là mắt là nó hai cái đó đó bạn. Đúng rồi, bây giờ mình đi nè, mình đi vòng vòng mình kiếm chìa khóa tiếp theo nè. Bên này là mình đã lấy được rồi nè. Bên này cái này hình như không phải chìa khóa. Ủa phải chìa khóa không? Chìa khóa mà, nó đang bay kìa. À đúng rồi, chìa khóa. Rồi bên này là cái chuồng này mình chưa lấy chìa khóa nè. Ok, mình sẽ vô cái chuồng này để lấy tiếp cái chìa khóa tiếp theo nha. Chuồng này con gì vậy? Chuồng này là chuồng của con khỉ. Ok, bây giờ để muốn vô được trong đây, con khỉ nó đang ở bên kia rồi. Con khỉ nó đang ở bên kia rồi, mình có thể vô được không sao? Vô được, vô được, vô được. Ok. Bùm. Rồi mình thả này xuống xong mình sẽ chui qua đây. Rồi. Cần nhiều bóng nha, thấy như hơi cần nhiều bóng đó. Ừ, hình như cái này là phải cần nhiều bóng đèn nè, nhưng mà đây mình còn có hai cái bóng đèn, hình như không đủ sao ơi. Phải lấy thêm. Thôi từ xuống đây lụm. Hy vọng con khỉ nó sẽ không phát hiện ra mình. Nó đang ở đâu vậy? Rồi rồi, nó không thèm quan tâm đến mình luôn, mày quá. Ok, đi đi đi. Bùm, rồi chạy qua đây. Sau đó làm gì? Sau đó là mình sẽ bắn vô tấm dán này. Đó, xong mình đi bộ qua bên kia, hiểu không? Đó. Bùm. Cái này khó nè, cái này khó nè, cái này là mình vĩ đại luôn. Mình phải tìm đường để mình qua nè, cái này hơi bị khó đó nha. Rồi bắn vô cái này, xong rồi mình sẽ qua đây mình lụm bóng đèn bên đây. Rồi. Đứng vô dấu ít. Rồi chờ rồi. Cho nó bay mình lên. Bùm. Rồi ok. Bây giờ từ bên đây mình sẽ nhảy bắt cua bên đây nè. Xong rồi mình bắn bằng cái này, mình bắn qua bên kia, mình lụm chìa khóa, hiểu không? Thì tôi hiểu dễ trơn luôn á. Không hiểu hả? Trời ơi, cái này chơi là mấy bạn nào biết mà rồi, giống như Phong mới gọi là hiểu không? Lấy bóng đèn, cái bóng đèn kìa. Ê té rồi. Không sao, mình làm lại được, sao hiểu không? Nè, mình nhảy qua đây nè, đó, xong rồi mình lên đây mình làm lại. Mình bắn vô bóng đèn này mình bay qua lại, hiểu không? Sợ là bắt cua được không? Nghe tôi nghi chữ được, nó khó. Được, Sam yên tâm, Phong làm được mà. Lần trước Phong sao không nhớ hả? Phong với Sam mới từng hack một lần rồi mà, hiểu không? Rồi. Mình hack game mà, mình chơi kiểu hack game luôn mà. Phụ ra đó hả? Đúng rồi, đây nè, bây giờ mình vẫn hack game nè, coi này nha. Hí. Đó, lên được rồi nè. Rồi và sau khi nhảy qua bên đây xong, mình sẽ nhảy qua bên kia, xong mình sẽ bắn cái tấm dán này, mình bay qua bên kia, mình lượm chìa khóa, sao hiểu không? Rồi nè, coi Phong nha. Lý thuyết thôi. Hí. Đó, qua được rồi nè, chìa khóa nằm bên kia. Đó. Ok, đúng không? Mình quan sát xíu là mình biết cách đi liền, hiểu không? Đó, rồi mình đứng vô dấu ít nè. Rồi đứng vô dấu ít. Dấu ít. Rồi đứng vô. Ok. Bay qua nè. Búp. 16 cái chìa khóa nha mấy ni. Trời ơi. Anh không cần TV quá đỉnh. Trời ơi, không cần TV. Nhảy ra ngoài luôn, khỏi cho con khỉ bắt được mình luôn. Rồi, đi tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm đến cái chìa khóa tiếp theo là chìa khóa số 17 nha các bạn. Ok. Cái càng ngày là mình sắp thoát khỏi chỗ này đó. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi con heo ơi, ta đã lấy được chìa khóa trong chuồng của ngươi rồi, cho nên ta đi đường khác đây. Bye bye. Ok, để xem coi. Ok, đi đi đi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi tìm đến cái chuồng của con vật tiếp theo nè. Ui, chị mèo Simmy sau lưng mình kìa. Trời ơi, chị mèo Simmy chạy. Ờ, bên đây là cái chỗ mà cái con này nhốt cái chuồng. Hình như chỗ này mình lấy rồi đúng không? Lấy rồi, nó bị nhốt. Ủa, mình lấy cái khóa nó bị nhốt hả? Tội vậy. Mình lấy cái chìa khóa sao nó bị nhốt lại rồi. Ok, đi tiếp. Còn con gì nữa không? Tao nhớ hết, gần hết rồi mà. Còn nhiều mấy con mà mình chưa khám phá lắm sao mà. Chỗ này mình vô được không ta? Chỗ này có cái cửa nè, mình vô cái cửa này được không ta? Nhưng mà mèo Simmy đang đứng ở đó rồi. Ui, mèo Simmy lại gần mình kìa. Bắn nè. Bùm. Rồi, chạy. Để tôi lên tôi thử coi, chắc chắn là cửa đó mở được, yên tâm. Giờ đến cửa này chắc mở được. Mở cửa. À! Ui, nó
bị kẹt hả? Ôi nó bị kẹt rồi, nó bị kẹt rồi, nó không đi được, nó bị kẹt rồi. Kẹt cái tay. Bị kẹt nè, chạy. Bắn nó xong mình chạy anh hiểu không? Ui. Nó đuổi. Ui bên đây còn thêm con nữa nè. Ê! Trời ơi hai con hai bên luôn, sao chạy được trời. Càng ngày càng khó nha. Khó nhà mày ní. Cửa này không mở được nè. Thôi mình đi cửa khác đi. Ok, theo như mình soi thì mình thấy là ở bên này vẫn còn một cái chìa khóa nằm phía trên này nè các bạn. Đây bên này rồi. Ok, bên này hả? Rồi bên để tôi xem coi. Bắt cua luôn hả? Chỗ này cũng phải bắt cua luôn. Nói chung là chỗ nào cũng phải bắt cua hết trơn á. Và cái chuồng tiếp theo chúng ta sẽ vào là chuồng của mấy con gà hả? Không, chuyện con rồi gì ta? Con hồng hạc hả? Hả? Con này là con đà điểu hay là con gà này đúng không? Tôi nghĩ là con đà điểu á Sam. Trời ơi, nó có chân người luôn ấy không? Trời ơi, trời ơi. Chân người nhưng mà con thú. Con này mà là con gà chắc cái đùi gà nó ăn ngon lắm á. Trời ơi. Ngon thật không? Ok rồi. Ê, nhưng mà con này hiền nha, con này nó không cắn mình nha. Đúng rồi. Rồi bây giờ ông soi thử coi. Rồi ở chỗ này nó có một cái tấm dáng tàng hình nè, nhảy qua luôn rồi. Nhảy qua đây. Ok, lượm cái bóng đèn nè. Ok, chìa khóa nằm ở phía trên đây. Úi sao dễ quá vậy, lên dễ quá vậy. Rồi, bay qua bên kia. Ui, lên được rồi. Ủa? Ủa? Dễ quá vậy, chìa khóa nằm bên này luôn nè. Nằm xéo nè, nhảy xéo nè, cái này nhảy xéo nè. Đây nè, chìa khóa nằm bên này nè, bây giờ mình nhảy qua cái là mình lấy được nè. Ok. Ê, nhảy. Ai? Dễ quá vậy, chìa khóa nằm bên này luôn nè. Dễ chưa? Dễ mà, dễ mà đúng không bạn? Dễ mà đúng không? Chẳng qua là tôi giả vờ té cho mấy bạn fan cười thôi, hiểu không? Giả vờ té thôi, hiểu không? Rồi. Hồi nãy là giỡn thôi bạn, giờ mới làm thiệt nè. Rồi bay qua nè. Hui. Ok. Mà có giỡn có thiệt rồi. Nè, coi nè. Hí. Rồi. Đó. 17 cái không? Tôi bảo là tôi nhảy giỡn mà mấy bạn không tin. Trời ơi. Rồi ba cái nữa thôi. Soi lên mấy soi đi. Rồi để coi cái tiếp theo thì nó có một cái nằm bên này nè. Hơi xa nha. Ok, hơi xa nha, mình đi bộ qua cũng hơi xa đó. Đây nè Sam, đây chính là cái cửa mà chúng ta có thể thoát ra ngoài nè. Đó, chúng ta chỉ cần 20 cái chìa khóa chúng ta mở được cái cửa này, hiểu không? Trời ơi, mà thấy lạ phải không? Lúc sao? Mà mới vô cái trong cái sở thú này vô thì dễ đúng không? Ừ. Vô cái là xong, còn bây giờ ra phải cần 20 cái chìa khóa, sao cực gì vậy? Trời, cái này là mình bị bắt cóc vào đây mà, chứ mình cũng không vô bắt đâu luôn hả? Bây giờ mình hỏi Sam với lại mấy bạn nha. Ở trong một cái sở thú mà toàn mấy con vật có gương mặt kiểu như thế này nè, thì mấy bạn có muốn vô không? Hả? Mấy bạn có muốn vô không? Bắt hả? Tôi tưởng là ông vô đây chơi. Cái này là mình bị bắt cóc vô, hiểu không? Đó. Chứ giờ ông nội tôi cho tiền tôi không dám vô nữa đó bà nội. Ghê quá. Tính ra con chim này nhìn nó vậy mà nó hiền quá ha. Nó hiền hơn mấy con khác. Đây nè, bên trong đây nè, bên trong đây có một cái chìa khóa nữa nè. Đây, vô luôn. Chuồng này chuồng con gì ta? Ui, con mèo. Ui, con mèo, chuồng này chuồng con mèo nha các bạn nha. Nghi trang con cà tuân cát luôn. Nhưng mà đường nào để lên được ta? Nó không có đường leo lên. Có khi nào mình phải dùng cái máy bắn gì đó mình bắn người mình qua đây để mình mới lấy được không ta? Ồ đây nè, có cái bục nè. Vậy là có máy bắn rồi. Đúng rồi, phải có máy bắn đây rồi này. Vậy là máy bắn nằm ở bên nào? Máy bắn nằm ở bên này đúng không? Đúng rồi đó. Ồ, hình như là cái máy bắn này nè. Ok. Bắn một cái qua bên kia luôn. Ôi. Trời ơi, vậy cái chuồng bên này khó nha các bạn nha. Chuồng bên này khó nha, là mình phải bắn mình từ cái chuồng bên này bắn qua chuồng bên đúng đây rồi mới được nha. Để lên được trên cái này thì chúng ta cần phải nhảy qua tấm dáng này. Mà muốn lên được tấm dáng này chúng ta phải đi qua đây. Không hiểu à? Không hiểu gì hết trơn. Vậy là em quá non rồi. Đây, ở chỗ này có tấm ván tàng hình. Nhảy qua đây, xong rồi nhảy qua bên này, lụm cái bóng đèn. Bây giờ thì mình sẽ bay từ bên đây qua đây nè. Xong rồi mình sẽ bay qua đâu nữa ta? Ủa, cái chuồng kia nằm hướng nào? À, hướng trước mặt đúng không? Hướng trước mặt, vậy là đúng cái này nè. Rồi, đúng rồi. Ok, mình sẽ bắn cho cái này ngã xuống rồi. Sau đó là mình sẽ đứng vô cái ô xa nhất. Nè, đây, cái dấu ít xa nhất là chỗ này nè. Rồi, ok. Chuẩn bị bay nha. Bay. Wow. Qua wow, bay từ chuồng bên kia bay qua tới chuồng bên này các bạn à. Ok. Rồi, trời liêu liêu con mèo. Mèo làm được gì? Trời. Giờ con mèo làm được rồi đó. Ông này thích gáy quá. Tôi giả vờ té thôi. Tôi giả vờ té cho mấy bạn fan cười thôi. Mấy bạn cười lắm đúng không? Mấy bạn mắc cười lắm đúng không? Mắc cười cái nào đâu? Không mắc cười à. Mà tôi thấy mắc mệt. Tôi giả vờ té thôi nha, chứ tôi không có té thiệt nha. Rồi làm lại không sao, làm lại được mà, Sammy bình tĩnh, Con gì vậy, Sao luôn? Con gì vậy? Con gì trời? Con này á, con này là con thằng lằn, hiểu không? Con thằng lằn này là quảng cáo cho kem đánh răng con kia hết. Trời ơi, nó ghê quá vậy. Nó cười nè, sao thấy nó cười không? Nó cười nè. Oh my god, ghê quá. Nhìn nó cười, nhìn dễ thương giống Sam á. Ấy à, ủa sao quýnh tôi khen dễ thương mà sao quýnh tôi? Có ai nữa khen dễ thương như con quỷ không? Dễ thương như con quỷ được mà. Trời ơi, không. Nên tôi nói ông dễ thương như con heo được không? Không. Rồi bây giờ mình bay lên đây nè. Tôi lao, mới lao. Rồi. Nhảy qua đây. Rồi, sau đó nhảy qua bên này. Rồi, chuẩn bị lại rồi nha. Bây giờ mình làm lại từ đầu nè. Không tệ nha.
Rồi, xa xa lên, đứng xa lên. Đứng vô ít. Rồi, ok. Bye nha. Bye. Bụp. Ok. Trời ơi, con mèo. Con mèo ở dưới đó đi mày. Giờ còn lâu bắt được ta, hiểu không? Ok, rồi. Nãy tí rớt rồi, đừng gáy. Ui, té. đừng có đụng tay Phong. Đừng có đụng tay Phong, Sam. Không té, tôi giữ không lại, sao té. Đừng, Sam đụng tay Phong là Phong không cử động được, hiểu không? Rồi, 18 cái chìa khóa. Ok, còn hai ship cuối cùng nè. Ở chỗ này nó có mấy cây nấm gì nè, không biết cây nấm này là nấm chị gì đường, ha. Chị đường với mình đó, đó. Chị đường hả? Ui, cũng con đúng nha. Con gì vậy? Con gì vậy? Sao mày không biết con này à? Không, con gì vậy? Con này là con hươu cao cổ, gọi là mặt buồn, hiểu không? Nè, sao nhìn mặt nó đi, mặt nó buồn hiu à. Ôi trời, cái hươu cổ gì mà cái cổ nó xuống dưới vậy? Eww. Thì con hươu cao cổ nó, cái cổ nó dài quá, nó nặng quá cho nên nó mới gọi là cong xuống dưới, hiểu không? Nên nè, Sam nhìn mặt nó nè. Trời, sao nó cứ quay cái đít vô mặt mình vậy? bạn ơi cho mình xem cái mặt xíu được không? Nè đó. Phỏng vấn mặt được không? Bạn cho mình phỏng vấn bạn xíu được không? Bạn từ từ. Bạn cảm nghĩ như thế nào về việc gọi là ăn quá nhiều trong xin lỗi bạn có thể cho mình phỏng vấn ghép đôi được không? Mình đang muốn ghép đôi bạn với lại gọi là bạn heo bên kia. Bạn có muốn gọi là tham gia chương trình ghép đôi của chúng tôi không? Mặt buồn quá trời luôn á. Nhìn mặt nó buồn hiu luôn trời. Thôi mình đi qua cái chìa khóa vậy mà xa xa bên đây đi ha. Chìa khóa xa xa bên này nè. Ok, đi qua thử coi. Ui, Sam ơi, đường bên này đi hơi khó nha. Ở bên này đến tầng 2 chị mèo Simi lần nè. Đường bên này đi hơi khó nha. Mình phải né hai chị mèo Simi này ra nè. Rồi ok, hy vọng hai chị không thấy mình. May quá, hai chị không thấy chúng ta. Ok. Tưởng là thấy là đuổi theo luôn rồi đó. Đây chìa khóa nằm tút bên đây luôn hả? Xa dữ vậy. Trời ơi, chìa khóa để góc nào vậy? Hình như cái đường này là mình phải vào rừng luôn nè Sam ơi. Wow. Ồ, ê, tôi nhớ trong rừng có một con SCP hay gì đó. Có gì? Gì mà SCP trên đây là chỉ có mấy con thú đột biến thôi, hiểu không? Cẩn thận nha. Rồi giờ yên tâm đi Phong, cẩn thận mà. Với lại yên tâm đi, mấy game này không làm khó được Phong đâu. Phong đâu có sợ mấy game này đâu. Mấy game này bình thường à. Cái ống đường nhìn ghê quá. Hình như mình phải đi theo cái ống này hay sao nè. Ống này giống kiểu như là ống cống á Sam. Ống cống mà dẫn đồ ăn cho mấy con cá. Ủa trong rừng đi buổi tối sợ quá Sam ơi. À không, không sợ, tôi không sợ nha. Ủa cái gì vậy? Tôi không sợ. Ủa gì đây? Cái máy phát điện. Một cái máy phát điện. Và ở trên đây chúng ta sẽ có một cái lồng. Và trong cái lồng này nó có cái chìa khóa. Bây giờ phải nhấn mật mã bạn chúng ơi. Chúng ta phải có chìa khóa thì chúng ta mới có thể mở. Chúng ta đi vào đây và lấy cái chìa khóa trong đây được. Wow. Vậy là bây giờ chúng ta phải đi tìm cái chìa khóa. Để chúng ta lấy cái chìa khóa, chúng ta mở khóa một cái chìa khóa. Thì sau đó chúng ta vô rồi chúng ta lấy cái chìa khóa sau khi mà nó bị bỏ trong một cái chìa khóa. Là sao? Tôi cũng không hiểu. Đằng sau là cái gì vậy? Nhưng phải mở khóa dưới á để nhấc lên á. Đâu có đâu, mình phải có cái chìa khóa để mình mở cái ổ khóa này nè. Phải tìm chìa khóa. Mà tìm chìa khóa ở đâu vậy ta? Hay là đi theo cái ống này ta? Cái ống cống đó là được á. Tôi nghĩ rằng là cái chìa khóa nó đang được giấu ở đâu đó trong khu rừng này đó sao mà. Và bây giờ cách để tìm ra chìa khóa thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ đi theo cái đường ống cống này nha bạn nha. Mình sẽ đi theo cái ống cống này là nó sẽ dẫn đường mình đi đến chỗ chìa khóa, tôi nghĩ là thế. Hơi lâu nha. Thì nói chung là hơi lâu xíu, mình đi bộ tập thể dục luôn, hiểu không? Đó. Rồi nhưng mà trời ơi sao đây nhiều đường ống cống quá vậy? Biết đi theo đường nào? Trời ơi, nhiều quá vậy. Thôi mình cứ đi theo đường này đi ha. Đúng rồi. Có hai đường luôn, ba. Trời ơi nó chia ra lần ba đường luôn. Trời tôi đi đường nào vậy trời? Bên phải là đường em nên đi đó. Đúng rồi, mình đi theo đường lẽ phải đó. Đường bên trái. Wow, buổi tối mà giờ cho Sam 100 triệu, Sam đi bộ ở trong khu rừng như thế này, Sam dám đi không? Trời ơi, tôi ở nhà ăn mì tôm sướng hơn. Đúng rồi, vậy giờ mình hỏi bạn fan nha, nếu giờ cho mấy bạn 100 triệu để bạn đi bộ trong khu rừng như thế này vào trời tối như thế này, mấy bạn có dám đi không? Đi xíu thôi là được 100 triệu rồi. Tôi là tôi ở nhà ăn mì tôm sướng hơn, chứ cầm 100 triệu đi trong này lạnh sống lưng lắm. Đúng rồi, đi bộ hôm nay sợ muốn chết luôn. Đây rồi, cuối cùng chúng ta đã tìm được chìa khóa nha Mini. Rồi quay lại. Ước gì ai đó cho mua tôi chiếc xe Lamborghini trong này cho tôi chạy ha, cho đỡ mệt. Vô trong cái chỗ đi xe Lamborghini các bạn ơi, trời quái vật nhìn miết. Mình mà vô đây lái xe Lamborghini xong mấy con quái vật chạy lại, trời anh ơi xe đẹp quá anh. Trời chém chụp tấm hình được không? Kiểu vậy. Chắc chết luôn. Quái vật còn mê xe mà các bạn đó. Rồi, đây rồi. Chúng ta đã tìm được thêm một cái chìa khóa nữa. Và là chìa khóa thứ 19 nha Mini. Rồi, okay. Mở cửa. Quá phê. Một cái chìa khóa thôi. Còn một cái chìa khóa nằm ở bên này thôi nè. Đó, rồi, đi bộ thẳng về phía đây. Sao làm vậy sao? Đi bộ, tôi đang chạy với Phong nè, đỡ không đỡ mệt. Như thật luôn nha. Wow. Rồi, tiến thẳng về cái chìa khóa tiếp theo. Ơi, chìa khóa tiếp theo có nguyên chị mèo Simi đứng canh giữ nè. Chị mèo Simi lại đây. Lại đây. Bắn cho cái nè. Chạy. Trời ơi, Phong cần tư duy không sợ ai hết. Trời ơi. Mà sao con quái vật đó là chị mèo Simi vậy? Con quái vật đó là nó là con mèo đúng không? Thì tôi gọi nó là quái vật mèo. Ơi!
mới nhắc nói xấu người ta cái người ta bắt liền. Thấy không? Đã nói rồi, quái vật chị mèo Simi, quái vật chị mèo Simi rồi là xấu xa lắm. Bắn chị mèo Simi làm ơn tránh ra chỗ khác đi. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận sự theo đuổi của chị đâu. Bùm rồi cháy. Chị bà con ơi, đừng có đuổi tôi nữa mà chị ơi. Đừng có đuổi nữa. Tha cho tôi đi. Bắt lại. Trời ơi, tha cho tôi đi mà. Đây nè, chìa khóa nằm ở trong đây nè. Chị Simi này biết ông vô đây là chặn cửa. Trời ơi, chị mèo Simi chặn cửa luôn. Chặn cửa nè, mở cửa, đi vô. Ui. Ủa con gì vậy? Có con gì vậy? Slenderman hả? Ui, à, con gì? Trời, người coi yêu. Sao nhìn nó giống trái dưa leo quá vậy? Nó là gần bên kia. Nó biết mình ngồi đây sao á? Giờ sao? Chị mới trốn ở chỗ, trốn từng góc này, em lùi lại đi cho nó không cảm nhận được. Lùi lại hả? Lùi lại, lùi lại nè. Đó, giờ nó đang đi rồi đó. Nó đi đúng không? Đợi, xong mình đi chỗ khác. Đó, để cho nó đi, đứng yên đi. Nó tự quay lại mà. Thôi, để phong bắn đó. Để coi, bây giờ phong bắn nó sao không phong chạy ở bên kia nha. Bùm! Chạy! Dạ. Chạy đi! Chạy! Chui vô! Chui vô rồi. Lấy bóng đèn. Ui, nó bên này nè sao ơi. Ok, lượm bóng đèn. Rồi. Bắn tiếp nha, bây giờ mình bắn xong mình chạy ở bên kia nha. Ui, chìa khóa nè. Ui, phải tìm chìa khóa nữa rồi. Là phải có chìa khóa để mở chìa khóa mà. Dạ, bây giờ... Ai! Trời, tôi bị nó bắt rồi. Đá vô cái đi luôn các bạn. Rồi, chị mèo Simi ơi, chị ra chỗ khác chơi nha. Đừng lại gần em nha chị. Con này mình chạy vô mình bắn đâu cái nha. Ui, bên này là chị mèo Simi, bên này là con quái vật. Đi đường nào giờ? Lại đây, đây. Lại đây. Bắn nó. Chạy. Chui đi. Ủa con này đi chậm, con này đi chậm nha. Con này đi chậm. Từ. Chìa khóa. Ui, chìa khóa kìa. Lấy bóng đèn. Chìa khóa kìa. Lại đây, chị mèo Simi lại đây. Mèo Simi đâu? Bùm. À không, cái này là anh Caron đi, cái này anh Caron đi. Anh Caron mới vừa đi kéo chân hả? Rồi, lượm chìa khóa nè. Ui, xuống nhanh đi. Ui, nó nhanh nha, con này nó nhanh nha. Con này chạy nhanh lắm á. Lấy chìa khóa cái nó nhanh rồi Phong ơi. À, có nghĩa là mình lượm được chìa khóa thì nó sẽ chạy nhanh hơn. Đúng rồi. Bắn nó nè. Trốn. Chạy đi. Khổng à. Trời, tôi sợ quá. Có gì đâu sợ. Game thôi mà, sao yên tâm. Ông hét làm tôi sợ, chứ không sợ con này. Ở đây, ủa, chạy à? Lại đây, bắn rồi, chui vô làm chìa khóa. Rồi. 20 chìa khóa rồi các bạn ơi. Giờ nó chạy siêu nhanh luôn á. Anh này là cao 1m8, anh này phải là anh Phong Cận mới đúng, không phải là anh Caro nha. Đúng rồi. Bắn chạy. Rồi, rồi chạy. Chạy. Ủa? Chị mèo Simi, chạy ơi. Một bên là chị mèo Simi, một bên là cái con đó, biết chạy đường nào giờ? Thôi chạy luôn. Rồi, mình đã được 20 cái chìa khóa rồi. Tạm biệt chị mèo Simi, tôi đi đây. Vĩnh biệt chị. Ủa vậy mình không có bắn hả? Chị ơi, tôi không chơi với chị nữa đâu. Chị này chỉ canh mình hoài à, chị không cho mình chạy. Nè, thấy không? Chị đứng ở chỗ này chỉ canh mình nè, thấy không? Giờ có đường nào khác đi không? Ui trời ơi, bên này có nguyên bức tường nó chặn lại luôn Sam ơi. Nó không cho mình đi đường này. Trời ơi, à đây, đường này ra được không? Đường này ra được không? Ui. Không ra được, đường này bị chặn luôn rồi. Dạ, đây rồi. Cái cửa trước mặt chúng ta đây rồi. Vậy mà bây giờ chúng ta chưa thoát ra ngoài được nữa. Có chỗ nào ra ngoài không? Đây, bên này có. Đây. Đi đường này ra ngoài. Rồi, vậy là phá đảo được rồi đúng không? Yes. Phá đảo game rồi. Phá đảo game rồi. Ok. Lâu rồi chưa có cảm giác phá đầu game. Thời khắc quyết định. Ui, trời, cái chìa khóa nó dài dữ vậy. Trời ơi, nó dài dữ là dài rồi. Mở ra Vương ơi. Mở ra nhanh đi. Mở chậm với sợ luôn. Mở chậm quá, lỡ con quái vật nào chạy lại đây nó bắt tôi rồi sao? Cái gì đang ở trong đây? Một cái hang động. Ủa, tự thoát ra ngoài. Sell game lại cái cho chắc ăn nè. Rồi, sell game lại đó. Rồi. Cái này là một cái hang động mini ơi. Bật xoay đi. Và ở bên dưới này. Ủa? Thêm một con mèo nữa hả? Quái vật mèo. Hình như là mình phải qua bên kia, mình lụm được cái gì đó bên kia kìa. Phải bắn nó kìa. Cái này là mình phải xuống, mình gạt nó phía cần. Con này nhìn ghê quá à. Mình giết được con này là coi như là mình thắng luôn đó. Trời ơi, phá đảo game lâu lắm rồi mới cảm giác phá đảo game mấy bạn ơi. Rồi, chưa có game phá đảo hết trơn á. Rồi, mở thêm cái này nữa. Ok, xong, 5 cái bóng đèn. Mấy bạn đã sẵn sàng cùng với Phong Cận chiến đấu với con này chưa mini? Ok. Rồi nha, bây giờ nè, cách để có thể thoát con này chính là mình phải... Con này mới là mèo Sumi nè. Cách để có thể mà thắng được con này là mình phải gạt được hết mấy con đèn ở dưới đây. Sao hiểu không? My God, khó gì ta. Đây nè, bây giờ mình sẽ gạt cái hàng, cái này là sai nè, thấy không? Cái màu đỏ này là sai nè. Ok. Giờ mình sẽ thử gạt cái bên đây thử coi nha. Ê, sao chưa kịp làm gì luôn á? Sammy chuẩn bị chưa? Mày ơi. Ok, gạt. Rồi ok, đi tiếp, gạt. Ok, đúng rồi nè, một cái đúng rồi. Chạy lại kìa.
Trời ơi, Sam ơi, cái con này nó khó quá. Sam ơi, bây giờ là mình phải nhanh nhanh hơn nha, mình phải nhanh hơn nha. Rồi. Bắn nè, qua chạy nè. Chạy. Nó chạy lại nè, lại đây. Đây. Bùm, rồi bắn nó nè. Thôi gạt cái này sai nè. Cái này đúng không? Cái này đúng. Gạt nè, đúng rồi nè, Nó lại nè, Bùm, ok, bắn nó nè. Chạy. Rồi tiếp. Ghê quá. Có gì đâu, Sam, bình thường thôi, yên tâm. Có Phong ở đây. Trời ơi. Chưa kịp bắn nó luôn á. Không thả kịp. Cay quá. Cay như chiếc ớt gì đó. Cay hơn ăn ớt luôn á chứ cháy ớt cái gì. Trời ơi, cay quá. Làm lại nha. Lần này làm tiếp nè, Nó đâu rồi, Vũ đứng đây, Chờ lại đây. Lại đây bạn. Đứng tới gần. Lại đây. Ok. Tam yên tâm, Phong làm được. Hả? Lại đây. Ok. Rồi nó lại. Hả? Ừ, mày quá kịp mày quá. Vừa kịp lúc luôn. Làm được. Ok, nhanh lên. Còn móng cuối cùng. Làm được, chúng ta làm được. Ok. Cái nào nữa vậy? Còn cái nào nữa không? Còn nào chưa bật? Đây, cái bên này chưa bật nè. Lại đây. Ok. Hết bóng đèn rồi. Lượm thêm bóng đèn. Vẫn bị bắt. Trời ơi. Trời ơi, chị mèo Simi nữa. Mệt chị quá, chị ra chỗ khác được không chị? Chị đừng lại gần em nữa. Em mệt quá. Ôi, chị ra chỗ khác chơi đi chị. Rồi, chơi. Mệt mỏi quá. Vô nha. Làm lại lần nữa nha. Còn kia. Ok, còn cái bên kia đúng không? Rồi, chuẩn bị nha. Bùm. Rồi, chạy. Chạy. Rồi. Bật. Rồi, sai nè. Lại đây. Lại đây. Ok. Cái nào vậy? Full chưa? Hình như bật hết rồi. Tắt máy. Tắt cái máy. Trời ơi. Máy mới phát điện hả? Yes. Chúng ta đã tiêu diệt được nó rồi. Yeah. Yeah. Ôi, nhiệm vụ hoàn thành. Yeah. Phá đảo rồi. Tiêu diệt được nó rồi, Bidi ơi. Ôi nè, mấy con này bị tiêu diệt kìa. Bọn nó bị tiêu diệt hết kìa các bạn. À, ôi. Vậy là bọn này được tạo ra bởi cái khủng năng lượng đó các bạn. Đó. Đúng rồi. Có nghĩa là đây là một cái sở thú, nó bị một cái thí nghiệm gì đó, nó bị gọi là phát ra một cái sóng gì đó, nó làm cho mấy con vật ở trong đó nó biến thành quái vật, các bạn hiểu không? Ồ. Và sau khi phá cái sóng đó xong là mấy con yêu quái nó bị tan biến thành mấy đúng khỏi. Rồi. Wow. Okay, đó là từ game Zoo Manali. Vậy là coi như trong vòng 5 tập chúng ta đã cùng nhau phá đảo được từ game Juno Mali này nha các bạn nha. Trời, hạnh phúc quá bạn ơi. Hạnh phúc luôn. Lâu rồi chưa phá đảo một từ game á. Cuối cùng cũng đã phá đảo được một tựa game rồi. Ok bạn, vậy là coi như ngày hôm nay mình đã cùng với Sammy, hai đứa mình và cùng với những bạn fan nữa, chúng ta đã trải qua một cuộc hành trình vô cùng dài. Chúng ta đã cùng nhau phá đảo được tựa game Juno Mali này. Và bạn thấy, có thấy thích tựa game này hay không? Đừng quên hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Và bạn nào mà muốn mình tiếp tục làm thêm nhiều những tựa game khác vui y như là Juno Mali nữa thì đừng quên là comment xuống bên dưới cho mình biết luôn nha. Nhấn nút like cái video này nha các bạn. Đây là tập cuối rồi, cho các bạn hãy nhớ like video thật là nhiều để cho có tập tiếp theo của series này nha các bạn. Biết đâu sẽ có Juno Mali phần 2 đúng không? Phần 2 nếu mà có ra mình sẽ chơi, tại vì game rất là hay. Nếu như mà có phần 2 của Juno Mali chắc chắn mình sẽ chơi. Đó, ok mấy bạn nhớ like video này để mình có động lực để mình chơi tiếp phần tiếp theo nha. Ok. Rồi. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng rất là dài rồi, cho mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như bạn nào thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình và Sammy nữa nha các bạn nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Tạm biệt. Phá đảo rồi anh em ơi.